Nhà khách đang đợi nha nè, một con máy DC70 nó em để sẵn ở đây nè, anh em cứ vô test máy thoải mái ha. Đó, thoải mái em còn cũng nhiều lắm, cũng mấy chiếc rồi, chắc khách chốt con 70 quá, thì sẵn đây em ké qua chiếc 93 mới về đang giới thiệu cho anh em câu luôn ha. Đó giờ chứ cái này khách chốt con này hết nè, bây giờ chuẩn bị chạy máy làm sao tiến hành là bảo dưỡng đây. Máy đậu phía trong đó nha, giờ dời hai chiếc này ra để chạy nó ra ha. Rồi giờ bắt đầu em chạy ra sau là bảo dưỡng nha anh em. Con máy này đây, này là một con máy Thái nguyên xì nha, 1747 luôn. Rồi máy này bây giờ em đã bắt đầu vệ sinh nha, chứ hết là mình vệ sinh trước rồi sau đó một số đồ gì em biết có mở không để em sẽ cập nhật cho anh em xem á. Cái này làm theo ý khách nha anh em, máy Thái, con máy Thái nha. Một 747 luôn. Rồi chào anh em, bây giờ đã lột này ra đang vệ sinh đây. Đó tụi em chà ra hết sạch sẽ hết rồi đó. Đèn chân thì có mấy con lăn còn cứng ngắc luôn. Còn mấy con thì đang thay đạn. Đây đang chà mấy con lăn lại một chút nữa thì sơn. Rồi cập nhật cái máy này bên nay luôn nha anh em. Đây mới về chà sơn đó ha. Đó. Đây chuẩn bị sơn lại 3 lớp. Rồi con này cũng gần xong rồi nha anh em, này chỉ còn lắp hàm, lắp xích, lưới cũng tận dụng được cái lưới rin với một thay một cái lưới mới, đó vì cô rò cũ ha, nó tận dụng mà xài tiếp. Rồi chào anh em buổi sáng nha, thì bữa gầy cái máy này cũng đã làm xong rồi ha, đó. Thì chờ chuẩn bị lên xe giao về nhà khách thôi. Đó, đây anh em xem nha, con rửa đây nó là xong nha. Rửa xịt dầu nó xong. Rồi, chào anh em nha, bây giờ bắt đầu lên máy này về Thanh Hóa nha anh em. Đây là một con máy em đã làm bảo dưỡng xong hết luôn rồi. Thì hoàn chỉnh giờ mới giao ha. Đi Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc của Thanh Hóa nha. An toàn cho anh em. Rồi ok luôn, cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn em đã theo dõi video ha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha.